Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lập Zutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.18 á. Hiện tại thì mình đang ở rất là gần với cái biệt thự ở trong rừng nè. Và mình đang cần một chút gỗ nữa để có thể làm ra được một cái khiên ha. Dù sao vô trong đó có một cái khiên để phòng ngự trước những cái tên canh gác ở bên trong á thì vẫn tốt hơn. Rồi, mình sẽ lấy bàn chế tạo ra làm luôn một cái khiên ha. Mà cái khiên thì lại cần thêm sắt. Đây, để một cái khiên rồi đi vô trong thôi. Hôm qua mình tính quay xe về nhà đó, nhưng mà lỡ tới đây rồi, thôi liều luôn chứ sao giờ. Gom đồ đạc rồi chúng ta đi vô bên trong cái biệt thự đó ha. Khá là ghê luôn á. Ở trên tầng cao nhất nó có căn phòng màn nhện cơ. Ghê chưa, ghê chưa. Mà khám phá cái này thì tốt nhất mình đi từ tầng dưới đi lên ha. Cái cổng vào đâu rồi? Nè, cái cổng ngay đây luôn. Mình đang đứng ở ngay mặt tiền của nó luôn á. Trời trời, Reaper, nguy hiểm. Con xương. Chưa vô mà đã bị cà khịa rồi. Căng thẳng thiệt. Rồi, xong phin. Mặc áo giáp vô. Ủa, cái cánh cứng mình gần nát rồi. Một xíu phải sửa cánh cứng rồi mới đi về được. Chuẩn bị nha, nguy hiểm nha. Trong đây là căn phòng chứa mấy cái mầm cây của bọn chúng nè. Và có rất là nhiều những cái rương nó bị giấu ở trong cái biệt thự này. Nên mình đi vô mình kiểm tra kỹ kỹ xíu á. Có quá trời bông luôn. Bông đẹp không à. Lượm về. Đi tiếp. À, căn phòng này thì có cái đe luôn nè. Gom hết ha. Quét sạch cái biệt thự này luôn. Tiếp tục là căn phòng chứa mầm cây. Ồ, trong đây có một căn phòng trồng cây luôn nè. Ồ. Còn đây là một cái mặt của cái tên kẻ giám hộ nè. Coi có dấu gì trong không. À, có vẻ là anh không có dấu gì trong à. Ok. Đi tiếp. Mình sẽ đi đúng một vòng ha. Từ. Trời. Chặt hơi bị đau luôn. Trong đây giống như cái nhà ngục vậy ha. Tiếp tục là căn phòng chứa bông nè. Sao nhiều phòng chứa bông vậy? Hình như mình đi lại hướng ban đầu rồi. Ok. Có dưới cầu thang có dấu gì không? Không có đúng không? Rồi gần hết cái tầng dưới rồi đó. Bên này thì sao? Bên này có căn phòng nào mà gọi là bí mật không? Cái này chắc mình lấy hột quẹt ra mình mình đốt mới biết quá. Từ từ. Để tiêu diệt nốt cái tên này trước. Đó. Sơ qua thì chỉ có một vài cái tên canh gác ở tầng dưới thôi. Mấy tầng trên kìa mấy ghê. Ồ, cái này là cái chỗ để trồng bí ngô nè. Với dưa hấu. Ồ. Cũng xịn sò phết đấy chứ. Hết rồi. Như vậy là xong rồi đó. Mấy chỗ này thì không có cái rương nào mà giấu ở phía trên ha. Nên mình sẽ đi tiếp lên những cái tầng kế. Ôi trời. Hên nha. Creeper nổ cái bên mà không sao. Mình đang ngồi sửa soạn lại đồ á. Nổ một cái muốn banh xác luôn. U là trời. Nguy hiểm vậy. Người ta sắp xếp đồ thôi mà. Ui nè, tên nè, thấy chưa, lên đây tới 3 tên. Ủa, 2 tên luôn nè. Phải giữ khoảng cách mà được. Cái tên này mà áp sát là chặt hơi bị đau luôn á. Bên kia còn một tên nữa cả. Mình sẽ thủ tiêu luôn. Bắn cung từ xa. Rồi, ngẫm củ tỏi liền. Sao mà đỡ được. Ui, trong phòng này vẫn còn một tên quản gia nè. Tên quản gia khủng khiếp. Rồi, xong phim. Giờ còn tên nào nữa không? Ủa, nó còn có một cái lối đi gì nữa nè. Ui. Nó định úp sọt mình. Nó định úp sọt mình đó. Hên, không sao hết. Vẫn an toàn. Hình như đây là lối lên tầng 3. Ô, đây rồi. Mình sợ nhất là mấy tên này nè. Mấy tên pháp sư á.
Mấy tên đó triệu hồi ra những cái con hồn ma bay này nè. Rất là đau luôn. Nó quýnh phát nào là thốn phát đó đó. Mà quýnh cái tên pháp sư đó thì được cái là mình sẽ có thêm vật tổ trường sinh. Thủ tiêu liền, thủ tiêu liền. Thủ tiêu liền. Lượm cái vật tổ trường sinh của nó trúng luôn á. Láo tét. Đó đó, thấy chưa, thấy chưa. Có hai con thôi à. Mà nó quýnh mình nửa cây máu luôn rồi kìa. Đó, vậy là mình có thêm một cái vật tổ trường sinh rồi. Quá tuyệt vời luôn. Chưa, mình đang khám phá tầng 2 gian dở kìa. Để mình khám phá xong luôn đi. Rồi hẳn lên tầng 3 sao. Như vậy để tránh trường hợp mình bỏ sót những căn phòng á. Ồ, căn phòng này có dấu đồ không? Nhìn sơ qua là thấy không có dấu đồ rồi đó. Vậy thôi, mình xin một chút sách ha. tranh thủ kiếm được gì thì kiếm á. Thằng này xong rồi nè, cái chỗ này cũng xong luôn. Ồ, mấy cái căn phòng bự như vậy mà không có rương á. Ê, nó có bức tượng con gà hay con vịt gì nè. Để mình giết tên này trước rồi đó. Để em thôi nó triệu hồi tiếp á. Xong phim. Hủ tiêu nó là đỏ liền. Ủa, đỡ xíu. Mình có cái khiên cũng đỡ ha. Mình chặn được những cái phát đánh của mấy con hồn ma bay này. Để mình coi coi cái bức tượng này nhìn giống con vịt hơn là con gà á. Nguy hiểm nha. Thiệt á. Nhìn giống con vịt ha. Tự nhiên mấy tên này yêu thích vịt hay sao á. Sai nguyên một bức tượng con vịt luôn. Để mình kiểm tra thử coi bên trong có dấu gì không. Hình như bên trong con vịt này không có dấu gì hết á. Nè, mình đào hết phân nửa người con vịt rồi. Đâu thấy gì đâu. Ờ, chắc là cái này bọn chúng xây để trang trí thôi. Chứ không có dấu giếm đồ gì đâu ha. Trời ơi, cái con này quýnh người ta hoài. Mệt mỏi ha. Rồi, tiếp tục là một cái căn phòng thư viện nữa nè. Lấy nốt mấy cái kệ sách đi. Hồi nãy giờ đi mình chưa thấy cái rương giấu nào luôn á. Lạ vậy ta. Thường thường trong này là nó giấu nhiều rương lắm đấy. Một xíu mình phải kiểm tra lại thêm một lượt nữa. Ồ, cái này đi rồi. Vô trong biệt thự này giống như vô cái mê cung vậy á. Đi ngồi là lạc. Không hay luôn á. Và tiếp bên đây nè. Bên đây chắc sẽ giấu gương đây. Không có giấu luôn. Ây chà chà. Gương để đâu ta? Kỹ ta? Cất kỹ vậy? Trong đây không có nè. Rồi giờ tới cái thư viện luôn rồi. Thư viện này thư viện bự nha. Quá trời sắp luôn á. Lấy hết số này về xài. Không biết khi nào mới hết nữa. Sao mình cứ nghe tiếng của mấy cái tên quản gia ta. Hình như ở tầng trên hay sao á. Ủa, mình đi đúng hướng chi vậy? Hình như đúng rồi. Đi này thì lại trở lại chỗ hồi nãy ha. Cái này giống như một cái võ đài á. Nhìn Iran cái võ đài luôn. Nè, nó có một cái rương nè. Táo vàng. Thuốc súng. Hạt cứu dền. Mình chưa có hạt cứu dền nè, lượm luôn. Cái này giống như cái võ đài á. Ở trên là cái khán đài đó mình nhìn á. Ghê thiệt. Coi còn căn phòng nào nữa không. Nè, còn nè. Thủ tiêu liền. Xong chưa? Rồi, như vậy tầng 2 thì được một căn phòng chứa rương thôi á. Ui, có vẻ trong đây nó giấu khá là nhiều rương mà mình chưa phát hiện ra nè. Giờ trước mắt thì mình cứ lên cái tầng cao nhất đi ha. Rồi một xíu quành ngược lại thì mình sẽ kiểm tra từng cái ngóc riêng. Mình nghĩ là nó đang giấu rất là nhiều rương trong cái biệt thự to đùng này. Kiểu gì mà chẳng giấu rương đúng không? Trong cái biệt thự to như vậy mà làm gì chỉ có một hai cái rương như vậy. Này thì nha, quản gia nè. Nghe tiếng con sườn nữa. Ui. Trời, nguy hiểm đây. Có sườn trong đây nữa. Mình sẽ bắn cái tên xa xa kia trước. Không biết nè, nó. Chết đi. Tiêu diệt lẹ. À, chết rồi.
Viết tên đó lẹ là khỏe lắm. Hết có tên nào triệu hồi những cái hồn ma bay à. Hình như căn phòng này có rương nữa nè. Ở phía trên, ở phía trên. Đây rồi. Ồ, nó chỉ cho mình những cái món đồ bình thường thôi. Một cọng dây nữa. Nói chung thì cũng không có gì xịn lắm á. Nãy giờ đi 3-4 cái rương, chỗ chứ rương rồi đó, chưa có cái rương nào xịn hết. Cái thư viện này thì không có rương rồi. Hình như bên đây cũng là một căn phòng chứa rương đó hay sao nè. Lên. Chính xác. Cái này thì đỡ xíu cho mình đựng cái thẻ tên nè. Rồi một cái cuốc kim cương luôn. Hạt dưa hấu các thứ. Ok. Dục vô cái rương sugar của mình liền. Đồ xịn là cất vô liền hả chứ. Tìm ở trong không được thì mình đi ra ngoài, mình đi vô. Khoan. Cái này đi vô cũng hơi căng á nha, không phải giỡn đâu. Bình tĩnh nào, mấy cưng. Có gì đâu mà căng. Nó gớt xuống cái bẹp luôn. Ủa, trong đây nó chỉ có cái lồng spawn thôi hả? Nó chỉ có cái lồng spawn thôi chứ nó không có rương. Đang vồ vập tấn công mình kìa. Láo tét. Tưởng đâu có cái rương trong đây chứ. Kiểu như trong đây nó bị đóng mạng nhện rồi. Tiếc vậy. Bên cạnh đó thì sẽ có những cái rương bị ẩn á nha. Nó đặt ở phía trên mái của cái biệt thự này nè. Ủa cái này phải trong này không vậy? Ủa trong này nó cũng có một cái căn phòng bí mật nữa nè. Ồ trong đây cũng có căn phòng bí mật nữa. Để mình trèo lên trên thử. Không sao. Chúa phù hộ em, Chúa phù hộ em nha. Ui. Đâu ra con này chơi sẵn vậy? Ở phía trên của cái mặt của cái tên quán gia là một cái căn phòng bí mật á. Nó cho mình một trái táo vàng cường hóa luôn. Quá đã. Bên đây còn một cái rương nữa nè, nhưng mà để mình kiểm tra đồ lại cái đó. Hầu hết là nó cho mình thịt zombie nè, xô, hộp bí ngô, rương các thứ ha. Nói chung đồ thì không có gì là xịn lắm, trừ trái táo vàng cường hóa ra. Bên đây thì được sách gai. Với một số đồ linh ta linh tinh thôi, đĩa 13 thì không cần nhặt đâu, cái đĩa đó thấy ghê à. Vậy là mình đã tìm được thêm một cái căn phòng bí mật trong cái biệt thự này rồi. Vậy là còn vài căn phòng bí mật nữa, mình phải gán tìm mới được. Cái biệt thự này nó ẩn chứa nhiều cái bí mật lắm. Gì căng vậy? Mình mới lên trên để thám thính thêm một vòng nữa. Nhưng mà cũng không có tìm ra căn phòng bí mật á. Chắc tại mình đen hay sao á, mình chỉ tìm được... Mình chỉ tìm được có hai cái căn phòng bí mật ở phía trên nóc á. Còn như là mấy cái rương kiểu lộ thiên hết rồi, chứ không có kiểu là bí mật nữa. Khá là su cà na luôn. Ui chỗ này nguy hiểm quá à. Sao hết mấy tên quản gia rồi zombie nó tràn lan vậy. Thôi chỗ này bắt đầu thấy không ổn rồi. Trở về nhà thôi. quên. Không phải trở về nhà nữa, mà là trở lại chỗ của những cái em gấu panda nè, cũng như là những cái em mèo ha. Hôm bữa đi ngang mình lỡ nhốt người ta trên cái thuyền rồi. Giờ bỏ đó cũng đâu được. Phải quay lại đó để đón về nhà ha. Thấy thường không, ăn cả. Ngồi trên xuồng mà ăn đấm đuối luôn. Cầm gội ăn. Sợ thiệt. Ở ví dụ mình dùng cọng dây mình lôi gấu panda về có được không ta? Mình sẽ thử ha. Chưa, cẩn thận. Quýnh chúng gấu panda là hơi bị mệt á. Rồi. Không dẫn được. Căng thẳng rồi, mình không thể dẫn được gấu panda bằng cọng dây rồi. Hơi toan nha. Kiểu này đèo hai em gấu này về nhà chắc cũng hơi đuối á. Thôi gán đi chứ biết sao giờ. 2000 years later. Giờ không biết tới khúc này có băng qua được không nữa. Rồi ok, qua được khúc này là khỏe rồi. Cố lên em ơi. Gần về tới nhà rồi.
Chúng ta có thể làm được, về nhà mình lấy thêm thức ăn cái đó. Chứ đi dọc đường không có đồ ăn thì cũng hơi oải ha. Rồi, giờ trước mắt cho gấu panda ở tạm chỗ này đi. Rồi từ từ mình sẽ làm cho ẻm một cái chỗ ở riêng ha, một chỗ ở thích hợp cho gấu panda luôn. Để bây giờ mình nghĩ nghĩ qua mấy cái thùng này coi còn thức ăn không vậy. Rồi luôn rồi, không còn luôn rồi. Cái máy farm thịt gà của mình bây giờ mình mới phát hiện ra nó có một cái vấn đề là toàn lông gà không à. Mình đâu có ăn được lông gà đâu. Farm toàn ra lông gà không à, thịt gà không biết nó chạy đi đâu mất rồi. Su cà na thiệt. Rồi lấy mấy ổ bánh mì mà lần trước mình cất nhầm vô mình ăn ha. Kệ ăn tạm đi. Bó tay luôn. Trên đường đi về nhà thì cũng có băng qua cái đoạn của mèo đen mà hồi nãy thì ôi trời 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 chạy vô em chạy em một chạy quan tâm em chạy vô em làm gì không sao lật ngược người lên rồi gấu lập dạ với mình rồi đang đứng bình thường mà sao lật ngược lên rồi sợ thiệt chứ. Bây giờ mình sẽ cởi cọng dây ra ha, sau đó buộc buộc cái mèo lại. Đây được rồi nè. Mình sẽ vừa dẫn gấu và vừa dẫn mèo về. Hơi toan đó nha. Ui giời. Ui dạ, dạ khó bo cua quá. Rồi đi từ từ. Chậm mà chắc nha. Nhìn em mèo tội nghiệp thiệt luôn á trời. Mà hồi gán lên đi, gần tới nhà rồi. Cố lên, nãy giờ em đi về được mà. Không phải mà khi không mình dắt mèo về dễ gì đâu á, mình bắt cá mình thuần phục trước rồi đó. Chúng tôi mình dắt một hồi bị đứt dây rồi em mèo không có đi chịu chịu đi theo mình. Nên bây giờ mình hết thuần phục luôn em mèo đen rồi. Mà lâu như vậy chắc về mèo trầm cảm luôn á. Không biết đi qua cái dốc ở phía, ủa cái cầu phía trước được không ta? Rồi luôn qua lọt luôn. tuyệt vời về tới nhà rồi. Thành công, ví dụ thành công rồi. Đi 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 vô nhà em ơi. Đây đây đây, ở đây có những anh chị em mèo khác ở đây nè. Rồi, cưng ngồi đây nha. Mèo hơi trắng đứng cạnh mèo đen là hợp đôi luôn á. Còn mình thì phải đi ngủ trước rồi đó. Đi ngủ lẹ, đi ngủ lẹ. Tổng kết sau một cái chuyến đi khám phá cái biệt thự trong rừng đó thì xịn nhất chắc là trái táo vàng nè. Kế tiếp đến là có thêm mấy cái vật tổ trường sinh để giành cứu mạng mình. Ngoài ra thì được thêm một chút cái đồ lặt vặt ha. Nói chung thì cũng không có quá nhiều thứ xịn sò con bò lắm. Được cái dòng chẩm là hay bị hù thôi. Gì đâu vô khám phá cái biệt thự có chút xíu mà bị hù mấy lần luôn á. Hên vẫn an toàn trở về ha. Không mắc cọng tóc nữa hết. Bây giờ thì mình sẽ tranh thủ mình làm thêm một chút cái đồ để mình có thể trang trí cái biệt thự của mình á. Hôm qua thì mới xây sơ sơ ở bên ngoài thôi à, chưa có trang trí hết á. Mình sẽ làm những cái bột nhuộm trắng trước. Rồi sau đó mình sẽ làm những cái thủy tinh màu trắng nè. Rất là nhiều luôn ha. Làm thành những cái tấm kính nữa. Một stack. Hai stack. Trước mắt là làm hai stack đi, thôi ba stack luôn cũng được, mình nhiều mà. Ủa, đủ không vậy? Hai. Rồi xong 3 stack ha. Hy vọng là 3 stack kính này có thể gắn hết cái biệt thự to đùng đằng kia. Úp. Đây. Rất là nhiều cái cửa sổ cần phải được lắp thủy tinh luôn nè. Mình lúc đầu thì định dùng thủy tinh màu đỏ cơ, nhưng mà màu đỏ nó bị chói quá, nên thôi đổi sang dùng màu trắng. Đấy, mình cứ lắp hết vào như vậy là xong cái phần khung cửa sổ ha. Đó, khi lắp vào cái màu nó sẽ ngà ngà đục như vậy nè. Nhìn cũng khá là hợp với cái tường á. Trong khi đang ốp thì đang có những cái vị khách không mời mà tới cơ. U là trời, cái nhà của mình bây giờ giống như cái nhà của bọn quái vậy đó. Muốn xuất hiện như nào là nó xuất hiện à. Mệt ghê. Có cái nhà mà cái tai viên nha. Vô nó gình mình chứ. Sau khi ốp hết thủy tinh vào những cái cửa sổ thì bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị tới công đoạn ốp phần sàn cho cái tầng 2 á. Tại vì bây giờ tuy nhà có hai tầng nhưng mà chưa có ốp sàn chia ra. Bây giờ phải lên đó ốp nữa nè. Rồi
để mình tiêu diệt nốt mấy con quái nó spawn ra cái đã nè. Cái nhà nó rỗng tét à. Rồi bây giờ mình phải ốp một cái sàn nó đâu đó ở giữa đấy nè, ngay cái ô ở giữa đó ha, để mình phân chia ra hai tầng khác nhau, rồi sau đó mới tới cái công đoạn là làm phòng nữa. Biệt thự là phải có phòng ốc riêng biệt á thì nó mới giống được. Rồi giờ thì bắt tay thôi. Ừ mà khoan, cầu thang, đúng rồi, phải có cái cầu thang để đi lên tầng 2 nữa. Nữa chắc ra ngoài đi ngủ quá, ban đêm quá, trời quá nó gình gình mình nè. Chắc mình sẽ làm một cái cầu thang đi lên tầng 2 ngay đây luôn ha. Cầu thang này chắc 3x3 đi. Mình sẽ làm cái đường đi thử trước ha. Đường đi thử nó sẽ nằm đâu đó ngay đây nè. Thôi nào mấy con quái đừng có lì lợm, để người khác làm việc nào. Trời trời ơi, nó muốn đi thử cầu thang của mình hay sao á. Đủ chưa, đủ chưa, đây. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu rẽ lên trên ha. Đó, cho nó rẽ lên trên giống như vậy. Kiểu như mình sẽ có hai hướng đi á. Mình đi vòng lên đây, mình có thể rẽ trái hoặc là rẽ phải. Giống giống như cái cầu thang của cái biệt thự trong rừng mà hồi nãy mình vừa khám phá vậy á. Học hỏi liền. Mới khám phá biệt thự xong về học hỏi xe vô cái biệt thự mình liền. Ui giời ơi. Đó, đại khái nó sẽ như vậy ha. Đấy, đi lên đây xong quẹo qua đây hoặc là quẹo qua đây. À, giờ thì triển khai thôi. Đó, sơ bộ cái cầu thang của mình sẽ có hình dạng giống như vậy ha. Nhưng mà bây giờ trong cái biệt thự của mình nhiều khách quá, để mình đuổi mấy khách này ra bớt cái đó. Còn khách không mời mà tới không mời nữa nè. Ui là trời. Kìa, khách kia còn trèo lên nóc nhà của cái biệt thự mình nữa. Mèn đét ơi. Khách này tinh nghịch quá ha. Đấy, cái cầu thang của mình đi lên nó sẽ như vậy ha. Cái này là bao rộng luôn, đi là không có sợ bị vướng víu gì đâu. Thoải mái mà đi luôn ha. Nhưng mà hết bí ngô rồi. Không ổn rồi. Kiểu này là phải cắm đuốc lẹ vô thôi. Ổm rại xây các thứ ấy quá không cắm đuốc sẵn. Bây giờ là phải cắm đuốc không thôi là mấy vị khách này cứ vô nhà mình hoài là không được. Chưa ăn tân gia nó mà vô hoài. Sợ thiệt. Tranh thủ mình cắm bớt thôi. Mình cắm một vài cây đuốc thôi cũng được, tại vì phiên bản mới nữa, mình chỉ cần có một xíu ánh sáng thôi à, là quái nó không xuất hiện rồi. Chứ không phải giống như phiên bản cũ ha, là phải cắm cho nó đều hết thì mới không xuất hiện. Còn đây thì cắm một hai cây sơ sơ qua cho nó hơi sáng sáng thôi là đỡ à. Hạn chế được rất là nhiều luôn đó. Đây, cắm vô. Cái này nhìn phát là biết biệt thự biết ngô rồi. Vô xung quanh mình toàn là bí ai nè. Đó, cắm vô. Ui trời, hello guy. Ui quay mặt luôn, không quay gì thôi. Quê. Người ta hello mà quay mặt lại nữa, buồn thì chứ. Rồi cắm vô đây nữa là xong. Và chắc sẽ nhiều bạn thắc mắc là tại sao phía sau này mình không có xây gì đúng không? Tại vì mình chưa có biết làm sao để cho ở phía sau nó nổi bật hơn nè. Nếu mà làm giống ở phía trước thì nó sẽ kiểu nó hơi đơn điệu á, nên mình đang để trống ở đó. Rồi từ từ có ý tưởng nào hay hay thì mình sẽ làm cho mặt sau vào dịp khác cũng được ha. Không thẳng làm, từ từ làm cũng được. Mình ăn thua là mặt tiền thôi. Mình làm cái mặt tiền cho nó hoành tá tràng vô ha. Cái sau người ta vô nhà, cái người ta thấy hai cái lỗ này chắc người ta đi ra luôn quá. Thôi kệ đi, cái đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ mình gán làm cho mặt tiền đẹp đẹp một xíu. Ở khúc này mình sửa lại luôn đi. Ốp thêm miếng ngô ở khúc này nữa ha. Giống như là cái đường đi vậy á. Đó, coi lại cái nữa coi. Đấy, rất chi bà này nọ rồi đấy. Nhưng mà phía trong thì nhìn nó chưa được rõ nét cho lắm, nên bây giờ mình còn phải kiểu như là chỉnh sửa thêm một tí để cho những cái đường viền cầu thang á nó nổi bật hơn. Và để nó bật thì chắc mình sẽ dùng thử thạch anh tím á để làm cái viền cho cái đường đi này coi. Coi coi nó có đủ nổi hay không. Rồi xuống dưới ngắm lại cái nữa. Oh wow. Hơi bị nổi luôn. Thiệt sự. Đường đi toàn là pha lê tím không nè. Hơi bị quý sợ tộc nha. Đây luôn. Lên đây luôn. Ui giời ơi. Hết sảy luôn á. Cái này mình đặt thêm một cục nữa. Nó
Vậy là bao nổi luôn rồi. Ở khúc này ví dụ mình đập được không ta? Ồ khúc này không được. Đập là lộ hàng, đập là lộ hàng liền. Vậy là mình phải làm sao để mình che bớt cái phần dưới này nè, hoặc là làm một cái trụ gì đó nối xuống á. Chẳng hạn như vậy thì sao? Như vậy thì cũng tạm thôi. Rồi trước mắt là như vậy đi ha, để có được một cái đường đi nó quý sự tộc. Còn khúc này đi có thể nó bị vướng á, nên thành thử ra mình có thể ốp vào những cái ván, đúng không ta? Cái slab á, cái slab gỗ gỗ sồi để cho nó tẹp màu một tí ha, đi lên nó cũng mượt hơn nữa. Đó, sau khi ốp vào thì nó sẽ trông như vậy ha. Tương tự ở bên này nữa. Rồi, xuống lại coi. Ui giời, đi lên đi xuống nó hơi bị mượt nha. Đấy. Bắt đầu ưng ý hơn rồi đó. Được, 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 hợp lý, hợp lý. Giờ thì chắc mình sẽ chia phòng sơ sơ đi, để mình gắn vào những cái rương rồi bắt đầu sử dụng thôi. Chứ bây giờ cái nhà chính của mình á, như cái bãi rác vậy đó, tùm lum đổ hết trơn, mình cất vô trong á. Cái này biệt thự chắc mình sẽ dành riêng một cái căn phòng. Ha, à, có cách. Mình sẽ biến tấu cái ở phía sau này thành một cái nhà kho. Ừ hé. Mặt trước thì là một biệt thự, còn phía sau cái cầu thang này là một cái nhà kho dành riêng cho mình. Hợp lý, hợp lý. Bây giờ mình phải chế tạo thật là nhiều rương, mình nhét hết vô mặt sau này để làm cái kho chứa ha. Chứa cho nó đã luôn. Cái này vừa là nhà kho và vừa là biệt thự của mình mà. Và để ngụy trang cho cái kho bí mật này thì mình sẽ xây cho nó một cái bức tường bằng bí ngô luôn á. Bí mật sẽ ẩn sau lớp tường bí ngô. Ui giời ơi, sao mà đỡ được. Đây. Đó, ngụy trang như đúng rồi luôn ha. Tiếp tục ở đây. Đấy. Gì mà sao mà đoán được là phía sau này là một cái kho đúng không? Mình còn có thể trang trí ở khúc này nữa để kiểu như cho nó bớt trống trải hơn á. Là kiểu này là không ai đoán được sau đó là cái kho luôn á. hết sể luôn, đúng ý mình rồi. Rồi trước mắt là che như vậy ha. Nhẹ che xuống cái phần cầu thang luôn nè. Đó. Xong. Và đường đi, chưa. Nếu vậy sẽ phát sinh cái đường đi vào cái căn phòng chứa rương này nữa ta. Đúng rồi. Thôi kệ đi, trước mắt mình xây cái chỗ chứa rương trước đi. Còn đường đi tính sao? Giờ trước mắt làm cái kho trước đi ha. Giờ cần kho để chứa đồ lắm rồi. Mình sẽ xây thật là nhiều những cái rương xếp song song với nhau như vậy ha. Tha hồ mà chứa luôn. Làm sơ sơ là thấy cái kho mình hơi bị đồ sộ rồi đó ngang. Cái này chứa chắc cũng dữ lắm á. Từ từ để làm xong khúc này cái đó. Đang tập trung chuyên môn để em thôi, gắn lộn là thành mấy cái rương đơn là mệt á. Đây, giờ thì cho thời khúc này hơi khó rồi. No. Khúc này thì thôi chịu khó đập ra rồi gắn lại ha. Xong. Nhìn sơ qua thấy cái kho này đủ bự rồi đó. Trên này mình còn thêm được một hàng nữa nè. Chắc làm luôn đó ta. Ok, làm luôn hàng nữa đi. Và cái đường ra vào kho thì mình đã quyết định rồi. Cái này nó hơi khuất á, nên mai mốt có gì mình trang trí khúc này lại rồi làm đây một cái cửa sắt nè. Hoặc là cái cửa gỗ cũng được, để mình đi ra đi vô khúc này là hợp lý rồi đó. Mình thấy đó là cách tối ưu nhất và vừa đẹp nè, và vừa giữ lại được cái kiểu như là cái tính bí mật cho cái nhà kho của mình ha. Ui giời ơi, ngụy trang hoàn hảo liền. Để mình bay về nhà cho các bạn coi cái nhà của mình. Kim luôn cái kho nha. Tại nó không khác gì cái bãi rác luôn á. Đây. Vô nhà đi rồi biết. Ui là trời. Nè. Đâu rồi? Nè. Nó không có được gọn á, nên mình phải tranh thủ mình hoàn thành nốt cái biệt thự đó sớm sớm để mình đưa vào sử dụng là vậy đó, để mình có được một cái kho hoàn chỉnh á, rồi bắt đầu dọn đồ vô trong. Ở bên ngoài này thì mình nghe tiếng của một bác thương nhân đâu à. Nè. Thương nhân đó gì? Võ Ốc Anh Vũ. Ủa số cá hề. Ủa số cá nhiệt đới. Ê mua được. Cái này thì ủng hộ được. Lấy tiền đi mua cá nhân giống Axolot thôi. Chưa đi vô nhà. Vô nhà mua cá. Trời ơi, mới thấy mấy chân lạc bán cái đồ hữu ích cho mình á. Cục lục bảo đầy. Chiếc này mua cho mấy em Axolot ăn đã luôn. Vô. Một xô.
2 xô, 3 xô, 4 xô. 4 xô là được 2 lần nhân giống rồi. Mình còn mua được thêm gì không? Vỏ ốc anh Vũ. Mua luôn, cái này đỡ phải đi farm á. Rồi xong phim, cảm ơn mấy thương nhân nha. Vô tình có thêm mấy con cá nhiệt đới cho Axolotl mình ăn. Đây, tí nị như tí hon ra đây ăn nè. Đâu rồi? Ủa? Ê! Ủa đây đây đây, tí nị với tí hon đây nè. Hú hồn hú vía. Trời đất ơi, mình sẽ đập mấy cái này ra đi, nguy hiểm quá. Cho tí nị ăn trước ha. Rồi cho tí hon ăn luôn. Ê, chuẩn bị nha, quá trình này hiếm lắm mới gặp á. Trời ơi, ra tí nị con rồi nè. Ê, bé này giống tí nị á, màu trắng. Wow, màu trắng khá là đẹp luôn á nha. Ủa mà ví dụ nha, màu trắng với màu vàng có đứa nào lai ra cái màu hiếm không? Không biết có xác xuất ra màu hiếm hay không á, hay là chỉ có một trong hai màu đó thôi. Cái này thì chắc từ từ nhân giống là mới biết được. Rồi, giờ thì cất đồ ăn vô đây đi, mai mốt mình cho nhân giống tiếp. Lâu lâu nhân giống lần thôi chứ phải áp dụng kế hoạch quá gia đình chứ không thôi là đẻ tàn lan là không được. Cái kho thì cũng đã làm xong rồi, bây giờ thì tới công đoạn mình chia mấy cái phòng ha. Cái này hơi căng nha, tại mình phải làm sao cho nó cân đối hợp lý một xíu nữa. Ví dụ trong hốc này là một cái căn phòng là được nè. Đây là một căn phòng nè. Tại vì mỗi căn phòng thì mình sẽ trang trí theo một cái công dụng riêng á. Ở chính giữa này cũng là một căn phòng nữa nè. Như vậy thì căn phòng bên ngoài này nó phải bự hơn bình thường một xíu. Mình sẽ xây ra cho nó bự hơn ha. Đây, mình thử xây thử như vậy coi có ổn không. Nếu mà ổn thì mình sẽ áp dụng cách này đem qua bên kia luôn ha. Còn không ổn thì mình phải xem xét và sửa lại mới được. Đây, sẽ có đây. Được chứ ta, hay là cánh cửa bên này nhờ. Ờ được á, cánh cửa bên này mình thấy nó hợp lý hơn nè. Vẫn là ba ô ha, tại vì cái biệt thự của mình nó hơi bự á, nên mình xây cửa ra vào cứ ba ô thôi. Rồi ốp ở đây lại luôn. Đó. Rồi xuống dưới coi thử coi. Đi vô. Hết căn phòng này sẽ có căn phòng ở phía bên trong. Và một căn phòng cuối cùng nữa. Đó, bắt đầu nó hợp lý hơn rồi đó. Cái bố cục này mình sẽ áp dụng cho bên kia luôn ha, cho nó đối xứng với nhau á, chứ bên này với bên kia nó khác nhau thì cũng hơi khó để mình xây dựng cũng như là trang trí. Bây giờ thì mình sẽ làm một cái giường bông nho nhỏ phía trước cái biệt thự ha. Cách tốt nhất để nhìn cho nó có sức sống hơn là trồng những cái cây xanh tươi tốt ở phía trước. Đây, mình sẽ áp dụng liền luôn. Kiểu nó còn hơi trống trống ấy ta. Vậy thì đỡ trống hơn chưa. Cây hơi bị bự luôn. Tre các thứ hả, cho tre mọc trong này luôn. Đó, mọc nhiều thứ lên. Nhìn cho nó có sức sống xí ơi. Chứ nhìn chỗ này nó âm u như sợ quá. Đó, cho tre mọc các thứ lên ha. Đấy, nhìn bên này với bên kia nó khác bọt liền, thấy chưa. Nhìn nó đỡ ghê rợn hơn xíu rồi. Giờ mình sẽ áp dụng tương tự đối với bên này ha. Rồi, sau tầm vài phút trang trí thì nhìn phía trước nó đã có một chút sự thay đổi rồi ha. Và bây giờ muốn cho cái biệt thự nó nổi bật hơn thì chắc mình sẽ làm một cái con đường đi dành riêng cho cái biệt thự này luôn. Nối dài từ trong đó dài tiếp ra ngoài này nè. Chắc như vậy thì cái biệt thự của mình nó sẽ nổi bật hơn rất là nhiều rồi đó. Và như vậy cái thử thách xây dựng một cái biệt thự bằng bí ngô của mình đã hoàn thành cỡ 50% rồi. Giờ công đoạn còn lại chủ yếu là trang trí cũng như là chỉnh sửa một số chi tiết để cho cái biệt thự nó hoàn thiện hơn thôi. Và mong rằng trong thời gian sắp tới mình có thể nhanh chóng hoàn thiện cái biệt thự này để có thể ăn cái tăng gia cho nó xịn sò con bò ha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp của mình. Còn bây giờ thì bye bye.